Dạ, Gốm Nhật xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay nha anh chị, em sẽ lên nhiều sản phẩm nha, phục vụ cô chú anh chị. Và mong anh chị đăng ký kênh nha anh chị, để khi mà em lên những sản phẩm, những video mới thì sẽ gửi thông báo đến anh chị. Và bên em thì ship toàn quốc, bao bể vỡ tất cả các sản phẩm. Anh chị xem video này yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em nha, 0935 245 244 hoặc là số 0913 330 469 nha anh chị. Rồi hôm nay em sẽ lên một mã sản phẩm đầu tiên. Mã sản phẩm đầu tiên này là một tượng chim đại bàng. Một tượng chim đại bàng nha anh chị. Một tượng chim đại bàng, chất liệu của tượng này là bằng gan anh chị. Chất liệu của tượng này là bằng gan. Nặng là sắp sửa 7 kg nha. Một con chim đại bàng đang đứng trên một ngọn núi. Rất là thần thái. Chất liệu bằng gan. Đại bàng này thì anh chị có thể tháo rời được nha. Tháo rời được. Nắp thì anh chị cũng có thể tháo rời được nha. Ở dưới này sẽ thiết kế cho anh chị một cái con ốc vít. Tháo rời được. Chim đại bàng này, cái màu sắc của nó giống như màu đồng nha anh chị, ánh vàng đồng nha. Rồi em sẽ đo đường kính của cái chim đại bàng. Ngang là 51 anh chị, ngang là 51 và cao là 45. Ngang là 51, cao là 45. Rồi cái tượng chim đại bàng này hôm nay em sale giá cho anh chị với giá là 2.300.000. 2.300.000 nha anh chị, chốt giúp em mã F1. F1 2.300.000. Mã F1. Rồi anh chị, em lên tiếp cho anh chị mã sản phẩm tiếp theo là một cái bộ này là bộ tranh nha, bộ tranh con gà. Một bộ tranh như thế này sẽ có là bốn tranh nha anh chị. Con gà có truyện nha, ở phía trên này là có truyện, có truyện nha anh chị. Tại vì cái cây lai của em nó tầm nhìn nó hơi bị hạn chế nha. Và khi mà anh chị yêu thích sản phẩm này thì em sẽ gửi ảnh qua Zalo cho anh chị nha anh chị. Đó, cái này là một tấm nha. Hai tấm nha anh chị. Rồi 3 tấm. Và cái này là 4 tấm. Đây nha anh chị, em sẽ để ngang nha. Cái này là một tranh. Để ngang ở giữa. Rồi 2 tranh nha anh chị. 4. Chiều dài anh chị, chiều dài là 1m2. Chiều dài của tranh là 1m2 nha. Chiều dài của tranh là 1m2. Và ngang của tranh là 35. Dài 1m2, ngang 35 nha. Rồi. Tranh này có giá là 450.000, chất liệu là bằng giấy nha anh chị. Chất liệu bằng giấy 450.000. Mã F2. F2 450.000 một bức tranh con gà. Mã F2.
Rồi em có hai cái tô anh chị. Hai cái tô phụng. Hai tô phụng nha. Cái này anh chị ăn một gói phở là vừa. Ăn một gói phở là vừa. Một gói phở là vừa nha. Tô này đường kính của tô là 20 và cao là 6. 110k cặp tô này nha anh chị, 110k mã F3. F3 110k mã F3. Ba khay này là ba khay lam chữ nhật. Cái này anh chị có thể làm cái khay đựng trà hoặc là khay đựng rượu là ok nha. Dòng men lam, viền sô cô la. Hai đáy nha anh chị, truyện xưa. Hai đáy truyện vu xưa cực kỳ đẹp luôn. Đường kính của khay này là 22 và ngang là 13.5. 22 13.5 cho anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Rồi 70k một chiếc. 70k một chiếc nha, em có số lượng là 3 chiếc, mã F4. F4 70k. Mã F4. Rồi anh chị em có một cái nồi kho quẹt. Một cái nồi kho quẹt nha. Nồi này thì mới chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng không có chuyện nha anh chị. Đa số những cái dòng nồi này sẽ không có chuyện. Đường kính ngang là 16 và cao là 7. Ngang 16 cao 7. Rồi cái nồi này có giá là 90k. 90k nha, mã F5. 90k mã F5. Mã F5 90k chưa qua sử dụng nha anh chị. Một cái nồi kho quẹt là ok luôn, mã F5. Rồi em có một cái lọ form dáng này là cực kỳ lạ nha, màu xanh ngọc, vẽ chi tiết là những cô gái. Có truyện nha, có truyện ký. Miệng là nhỏ nha chị, miệng là 3 xanh, cao là 30. 120k mã F6. Mã S6 120k một bình F6. Rồi anh chị em có tiếp một cái bộ chế. Một bộ chế bắt hoa nha anh chị, dòng men lam vẽ tay. Bộ chế bắt hoa men lam vẽ tay nha. Truyện ký hết nha. Đường kính miệng là 13. Miệng của chóe là 13 và cao đến miệng chóe là 38. Vòng bụng nha anh chị. Vòng bụng của bên này là 64. Rồi,
Em có một đôi nha anh chị, một đôi chuế bách hoa miền Nam. Rồi cặp này có giá là 2.400.000, mã F7. F7 2.400.000 F7. Rồi em có tiếp cho anh chị một mã sản phẩm tiếp theo, này là một cái bình rồng. Một cái bình rồng nha anh chị, dòng này là dạ quang. Dạ quang có nghĩa là ban ngày sẽ hấp thụ ánh sáng và bên đêm khi anh chị tắt đèn đó, thì cái ánh dạ quang của cái bình này sẽ sáng nha. Nó họa tiết của nó là vẽ rồng. Đường kính miệng là 13. Miệng 13, cao là 45. Miệng 13, cao là 45 và vòng bụng nha anh chị. Vòng bụng của bình này là 61. Rồi bình này em sale cho anh chị với giá là 600.000 nha. Hôm nay em sale giá cực kỳ mạnh tất cả các sản phẩm luôn. 600.000 mã F8. F8 600.000. Rồi 600.000 F8. Rồi em có một bộ tô này là tô có nắp xanh Coban nha anh chị, tô có nắp xanh Coban. Cực kỳ đẹp nha. Đường kính tô này là 16, cao đến miệng tô là 8. 50.000 một tô nha anh chị, 50.000 một tô có nắp xanh Coban. Cái này là anh chị ăn một gói mì là vừa nha. Mã F9 50.000 một chiếc. F9. Mã F9. Một cái này là một cái tượng thiên nga. Một tượng thiên nga nha anh chị. Tượng thiên nga. Cặp thiên nga cực kỳ đẹp luôn, chất liệu của nó là bằng sứ. Chất liệu là bằng sứ. Hoa vẽ lacquer vàng. Kính của cặp thiên nga này anh chị, cao là 16. 250.000 cặp thiên nga này nha, mã F10. F10 250.000 F10. Bộ chén ăn cơm nha anh chị, cái này là chén ngũ sắc hoa đào. Bộ chén ăn cơm màu sắc hoa đào. Cái này là màu đỏ cực kỳ đẹp nha, màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho sự thịnh vượng may mắn nha anh chị, cho gia chủ hoa anh đào. Bên ngoài vẽ hoa, bên trong là vẽ lam nha. Đường kính miệng chén là 12 và cao chén là 6. Truyền ký là ok rồi. Cái này em có số lượng là 20 chiếc nha, 20 chiếc. Em có số lượng nha anh chị, 45.000 một chiếc. Chốt giúp em mã F11. F11 45.000 một chiếc, F11.
Rồi em có một bộ tô này. Tô này là dòng mộc men tiêu nha anh chị, vẽ lá trúc. Những cái dòng sản phẩm này là anh chị sử dụng, anh chị sử dụng nha, rất là mình dùng rất là sướng nha, tại vì cái này là giữ được độ nóng của thức ăn của mình nó rất là lâu nha, nó rất là lâu. Mà bên trong này là vẽ trúc, viền là viền sô cô la. Cái này anh chị ăn gói mì là dư nha, đường kính tô là 18, cao là 7.5. Bộ này em có số lượng là 4 chiếc, 50k một chiếc nha anh chị. 50k một chiếc, mã F12. Em có số lượng là 4 chiếc nha, F12. Bộ tô lớn nữa nè. Tô này thì anh chị ăn được 2 gói mì, vẽ trong lòng và là vẽ hoa. Trong lòng là vẽ hoa. Vẽ hoa mẫu đơn nha anh chị, có truyện ký hết. Cốt tô là cốt nặng dày. Cốt tô nặng dày nha. Đường kính tô này là 20 và cao là 7. 20 cao là 7. Rồi. Bộ này có giá là 200k nha anh chị. 200k bộ này, mã F13. F13 200. Ba chiếc vuông tam thái có truyện ký hết, đường kính 15, cao là 4, 15 cao là 4 nha anh chị. Rồi ba chiếc này là 210k, vị chi là 70k một chiếc nha anh chị. 210k chốt giúp em mã F14. F14 210k. F14 tam thái nha chị. Rồi em có một cái bình hồ lô nha anh chị, một bình hồ lô vẽ sơn thủy. Cái dòng này là xưa rạn anh chị, xưa rạn. Và nó sẽ có độ ngấm men nhẹ nha. Đó, ngấm men nhẹ. Số lượng là em có một cặp vẽ cảnh sơn thủy. Miệng là 4 nha anh chị, miệng là 4, cao là 23. Bình này có giá là 280k nha, 280k cái bình hồ lô này, mã F15. F15 280k. F15. Cái bình rượu anh chị, bình rượu này là chất liệu là bằng sứ, bằng sứ nha anh chị, nó giả đồng là cực kỳ đẹp luôn. Hai bên cái quai cầm là rồng, quai cầm là rồng nha, truyền ký ở trên này nha anh chị, truyền ký ở phía trên nha. Cao của bình rượu này là 30. 250k bình rượu này anh chị, chốt cái em mã F16. F16 250k. Anh chị những sản phẩm hôm nay em lên like nha. Anh chị yêu thích mã sản phẩm nào thì vui lòng gọi điện hoặc là lưu ảnh gửi về Zalo bên em.
qua hai số điện thoại có niêm yết trên kênh nha anh chị. Và cái like của em đến đây là kết thúc, hẹn anh chị like sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị.